Cuộc sống cho ta bao nhiêu điều mà ta đâu biết. Có khi ở thời bỏ quên, để mất đi yêu thương bao ngày mà ta vun đắp. Thời gian không quay lại. Hạnh phúc quanh ta đôi khi thật giản đơn như thế, nhưng đâu dễ thay được. Biết được, chỉ biết lao vào những đam mê bất tận, lại duyên to trắng giúp ta vui, rồi chợt nhận ra bên ta đã mất đi người từng ngày qua. Đêm đêm cùng nhau những câu chuyện buồn vui sẽ chia cùng nhau thức trăng đêm và nhìn nhau trong nước mắt. Giờ tình trôi qua giờ em đã xa. Ê Sơn, trời. Tao mới gặp con Điệu nè, nó hỏi thăm mày á là có ở nhà hay không, qua rủ mày đi chơi. Đi chơi với em Điệu hèn chi chảy chuốt quá hả? Mày nói cái gì? Mày nói con Điệu nó chuẩn bị nó qua đây hả? Trời ơi Cát ơi, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Mày gặp con khác người đó, nó có hỏi tao á, thì mày bịa chuyện ra mày nói là tao đi đâu rồi. Mày nói tao ở nhà làm gì vậy? Mày có biết là mày, mày đang hại đời tao không? Mày bị làm sao vậy? Thì bây giờ nó hỏi tao là mày có ở nhà hay không. Mày có ở nhà thì tao nói mày có ở nhà. Mày tức cười quá. Ủa, cái lúc mà mày nhờ nó thì mày ngon ngọt, còn bây giờ thì mày phủi tay làm sao? Mày vậy là không có được nha. Hoàn cảnh thôi, hoàn cảnh thôi. Trời ơi, nó cứ bám theo tao hoài tao mệt quá. Tao mà nhìn nó tao muốn ói luôn vậy đó. Mày á, vừa phải thôi chứ. Tao sợ mày luôn Sơn. Mày á nha, mày đúng là đểu cái bằng cấp á. Thấy con gái người ta trước mặt á thì ngọt như mía lùi á, còn sau lưng á thì chê bai này nọ. Mày là không có được nha. Ta nói nè, lỡ mà má nó buồn buồn mà nhớ là chuyện cũ á, bà đuổi mày ra khỏi nhà, lúc đó mày năn nỉ con Điệu nó cũng cứu nổi mày đâu. Điệu gì mày ơi, tao vẫn bình thường với nó, chứ có làm tổn thương gì tới nó đâu. Cũng vì cái lần lỡ dại đó mà tao phải cố gắng để cho con mắt mình bị tra tấn mỗi khi nó qua đây đó. tao giỡn với mày thôi. Hồi nãy á, tao đi ngang nhà gặp má nó đứng trước cửa, thì tao ghé tao hỏi thăm vài câu thôi. Tao báo cho mày tin vui luôn, là nó chuẩn bị qua nhà dì của nó rồi đó. Trông coi cửa hàng cho dì nó rồi, được chưa? Cái gì? Thằng quỷ à, gì? Thiệt không mày? Làm gì vậy? Mày nha, mày cố tình phá tao phải không? Bây giờ mày không tin phải không? Mày không tin á thì mày cứ qua mày hỏi má nó ha. Hay là mày nghe nó đi rồi mày tiếc. Trời ơi khùng quá à. Còn đi ra đi vô, còn đi tới đi lui nữa. Mà chắc chắn là trước khi nó đi, nó phải tới chia tay với mày. Tao thấy á, em Điệu á, nó đủ tiêu chuẩn gái Sài Gòn hết trơn mà. Đúng tiêu chuẩn của mày á, sao mày không chịu nó? Mày khùng hả? Đâu có phải con gái Sài Gòn là đứa nào cũng đầy đủ hết đâu. Nhà nó chỉ có mấy cái nhà trọ tèo tèo thôi, chưa đủ tiêu chuẩn của anh mày đâu con. Mày á, mày tham quá, mày coi chừng thâm á nghe chưa. Ủa mà Sơn, nhìn bộ dạng của mày á, chắc là mới bắt được con nai nào hả? Trời, sao mày hỏi thừa quá vậy? Đẹp trai cỡ anh mày thì cần gì phải đi bắt. Lúc nào cũng có nhiều em xếp hàng dài, xin theo tao mà tao còn chưa cho. Cái quan trọng của anh mày nè là số lượng nhiều hay ít,
chất lượng tốt hay kém. Xong. Mày á, mày làm thấy ghê quá à. Coi như là tao chưa nói gì đi ha. Nè. Cái gì? Tao sắp cua được một em này, đã lắm. Chất lượng tiêu chuẩn vượt trội ha? Đảm bảo được các tiêu chuẩn của tao luôn. Đặc biệt em ấy đang thất tình. Đây là thời điểm rất thuận lợi để tao có thể lọt vô cửa trái tim của nàng mà tao không cần phải mở cửa. Thì quá hoàn hảo đúng không? Sao? Mày đang hâm mộ tao phải không? Đúng. Mày đang suy nghĩ như vậy là đúng. Tại vì tao còn hâm mộ tao nữa mà. Ủa mày nói thiệt á hả? Ủa vậy còn con bé mà mỹ phẩm mấy bữa sao rồi? Có sự cố hả? Không hề. Hoàn toàn không có sự cố gì hết. Nhưng một người đã lên kế hoạch hoàn hảo như tao đây thì luôn phải chuẩn bị một phương án dự phòng. Cái gì? Tình cảm mà mày cũng dự phòng nữa hả? Im. Đối với tao tất cả cái gì cũng phải dự phòng. Tao bó tay với mày. Ơi, nè, mày chỉ mới bó tay thôi. Tao muốn mày phải bó não luôn kìa. Còn mấy em kia là bó tim hết rồi. Mày biết không? Vậy thời buổi này á, tình cảm chân thật là món đồ xa xỉ. Tao với mấy con nhỏ đó thì cũng giống như mày với chị Tiên thôi. Đôi khi anh em mày cũng phải thông cảm cho nhau chứ. Ê nè Sơn, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi nha, chuyện tao với lại chị Tiên á chỉ là tình cảm bạn bè thôi. Mày cứ nhai đi nhai lại hoài, tao đập đầu mày bây giờ. Ai mà tin được mày ơi. Không, mấy cái chuyện đó tao thấy cũng bình thường mà. Có gì đâu phải giải thích. Mệt. Hả? Mày chọc gì, tao gì? Hả? Đã. Mày hả? Đi mày. Mày khùng hả? Thôi tao đi rồi. Cái thằng đúng hết thuốc chữa. Thật lòng, anh đi xa, em không có yên tâm chút nào hết. Em không tin anh, cũng là biểu hiện không yêu anh. Xa mặt thì cách lòng, chỉ đúng với kẻ yếu đuối thôi. Còn anh, thì anh có thừa bản lĩnh. Em tin anh chứ, nhưng mà em thấy lo lo sao? Đã tin anh thì em đừng có lo nữa. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để đảm bảo cho một tương lai đầy đủ. Rồi sau đó anh sẽ quay về cưới em, được không? Anh nói là phải giữ lời nha. Anh nói thiệt mà. Em yêu anh nhiều lắm. Rất hân hạnh được hợp tác với công ty của anh. Nhật Nam á, không phải là đơn vị sản xuất giày da quy mô lớn, nhưng rất nổi tiếng trên thị trường về uy tín và chất lượng. Chúng tôi sẽ không để quý vị thất vọng đâu. Dạ cảm ơn anh. Rất mong được gặp lại anh. Chúng tôi rất mong được gặp lại anh. Dạ. Chào anh. Mọi việc suôn sẻ như vậy là tốt rồi. Ủa, chị sao vậy?
Tôi không sao. Buổi trưa tôi không ăn gì, vừa rồi uống vài ly, có lẽ tôi hơi say. Cậu Quang à, tôi không muốn giữa chúng ta có thêm một khoảng cách nào nữa, có được không hả Quang? Quang à, chị Thoa, tôi nghĩ chắc có lẽ chị say rồi. Tôi gọi taxi đưa chị về. Quang có thể đưa tôi về được không? Thôi được rồi, nhìn chị say như vậy, về một mình tôi không yên tâm. Tôi sẽ đưa chị về. Cái con nhỏ này, trễ hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tâm hơi, thiệt là bực mình. Con gái nhà giàu thích điệu đàn son phấn, chắc trước khi ra đường cũng tốn không ít thời gian cho mấy chuyện đó. Mai mốt có quyền hạn rồi, mình chấn chỉnh là sao cũng được. Bây giờ cũng không nên quá gay gắt với nàng. Cháu Quang này ghê thiệt, còn hơn mình với thằng Trác nữa. Vậy mà mày đặt giá bộ thanh cao. Anh ơi, ở đây nè. Tụi em làm lành rồi. Anh nghĩ em muốn làm bạn với anh thiệt hả? Anh nhìn lại anh đi, nhìn cái xe anh đang đi kìa, anh có xứng với em không? Nói nghe nè, lợi dụng anh để mà chọc tức bạn trai em thiệt là có lỗi. Nhưng mà thôi, em cảm ơn anh nhiều nha. Tạm biệt anh nha. Tao sẽ nhớ mặt cái đêm này. Bằng mọi giá, tao phải làm giàu. Tao phải làm giàu. Chết máy rồi, anh chờ chút, tôi xuống kiểm tra. Anh ơi, xe hư rồi, để em gọi người tới sửa. Cảm ơn anh. Chị Toa, chị bị sao vậy? Sao tôi thấy đau đầu quá. Tôi đau ở bên này nè. Đây nè. Tôi Quân giúp tôi đi. Chị đã làm vậy mà. Chị Thoa Quang à. Quang. Chị Thoa. Tôi Chị Thoa. Tôi Quang à. Chị Thoa, tôi xin lỗi, tôi về trước đi. Đừng vậy mà Quang. Quang định chạy trốn hả? Cứ chờ đó, Quang không thoát được tôi đâu. Dạ.
Em mời anh. Dù biết là con nhỏ đó nó chưa chấp nhận làm vật cúng cho tôi, nhưng tôi không nghĩ là cô ta chống cự quyết liệt như vậy. Xém chút nữa thì cô ta móc lòi mắt tôi luôn rồi. Dạ, em cũng đâu nghĩ mọi chuyện lại xảy ra tới mức tệ như vậy. Em cứ nghĩ nó làm màu cho vui thôi. Do em không có chu đáo, em không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. Em xin lỗi anh. Không sao, vậy nó mới hấp dẫn chứ. Mấy cái thứ đàn bà đụng vô nó mềm nhũn ra, chán bỏ mẹ. Mà dù sao thì cứ nghĩ tới đại ca phải chịu thiệt thòi, em cảm thấy có lỗi hết sức. Em đang nghĩ tới chuyện sẽ dùng biện pháp mạnh đối với nó. No no, cậu đừng can thiệp vào chuyện này. Tôi rất thích cảm giác thử thách và chinh phục một con đàn bà cứng đầu. Dạ, nếu vậy thì tùy đại ca. Có cần gì á thì đại ca cứ nói em một tiếng. Mời đại ca. Vô. Đại ca, nếu vậy thì cái chuyện làm ăn anh em mình bàn bữa trước á, chắc không có gì thay đổi ha đại ca. Sao? Sợ tôi vì chuyện đó mà đổi ý à? Yên tâm đi, tôi đâu có tiểu nhân như vậy đâu. Tôi đã hứa là tôi phải thực hiện tới cùng. Dạ, dạ vậy thì tốt quá. Cảm ơn đại ca. Nhiệm vụ của cậu lúc này á là đốc thúc Kim Xuyến móc nối được nhiều con bạc vào sòng mình càng nhiều càng tốt. Mình phải tranh thủ thời cơ. Thời buổi cạnh tranh khốc liệt này, không nhanh tay lẹ chân là coi như thua đó. Dạ, em biết rồi. Mời anh. Má ơi, má, con về rồi nè má. Ơi, ủa Bích má, ừ, sao giờ này con mới về vậy? Dạ. Trời ơi, con có bệnh hoạn gì không? Sao má thấy con xanh xao quá vậy? Con khỏe mà má. Mọi người ai cũng nói từ khi con có chồng rồi á, con đẹp hẳn ra á. Đẹp cái gì mà đẹp? Má nhìn thấy con xanh xao dữ lắm đó. Hay là con có... Không có đâu má, con chưa có gì đâu. Ủa, ba đâu rồi má? Ôi, ổng tối ngày cứ đi đâu suốt à. Riết rồi má cũng không thèm quan tâm là ổng đi đâu nữa. Mà sao con về có một mình vậy? Thằng Thọ đâu? Từ hôm cưới tới giờ á, chưa lần nào má thấy hai vợ chồng con cùng nhau về đây vậy. Thiệt má lo hết sức vậy đó. Con về đi ngang qua chợ mua mấy món mà má thích, để con dọn lên cho má ăn cho nóng nha. Con tính chờ ba về, nhưng mà chắc là ba về trễ. Bích, sao tự nhiên con né tránh câu hỏi của má vậy? Hả? Ngồi xuống đây coi. Coi bộ vợ chồng của bay á, có chuyện gì rồi phải không? Sao không lần nào á, má thấy vợ chồng con cùng nhau về đây thăm ba má vậy? Đã vậy á, mỗi lần má đi chợ á, má lại nghe bà con lối xóm người ta xì xào rồi đồn ầm lên. Nói là thằng Thọ lúc này nó bê tha, lại sinh tật gái gú nữa. Có đúng vậy không con? Má ơi, má hơi đau nghe mấy lời đồn nhảm. Người ta muốn nói gì mà không được chứ. Thôi má ngồi đây đi, để con xuống dọn đồ ăn cho nóng ha. Thiệt,
nhìn không có ra một gương mặt của người đang hạnh phúc. Suy nghĩ sao rồi? Có khi nào Cát giận mình vì mình nói Cát nghĩ lái taxi để làm tài xế riêng cho mình không ta? Không có được. Mình cứ vậy hoài á, thế nào mình cũng bị hiểu lầm cho coi. Ơi, con về rồi hả? À, ba ơi. Ủa, ông mới về hả? Cất giùm tôi. Dạ. Vậy thưa ba, con mới về. Này thấy đẹp ra đó nghe. Sao chồng con có về không? Bữa nay là ba muốn nhậu với nó một bữa đó nha. Dạ, anh Thọ anh bận việc quá nên không có về thăm ba má được. Vậy à? Anh có nhắn con gửi lời xin lỗi ba má. Không sao. Nó bận là nó lo việc bằng ăn mà, hiểu không? Dạ. Thiếu gì dịp ba cho nó gặp nhau để mà nhậu. Nè, con hên lắm con mới lấy được thằng chồng chí thú làm ăn như vậy. Bây giờ con nghĩ lại đi ha, ba đâu có chọn làm người cho con đâu, đúng không? Dạ. Thôi cơm nước xong rồi, để con dọn lên cho ba ăn nha. Đi đi con. Dạ. Đi đi. Thôi con lo dọn đi, trưa trời trưa trật rồi đó. Tưởng đâu là Cát giận Tiên. Chuyện hôm bữa mà Tiên kêu Cát làm tài xế riêng cho Tiên. Tưởng đâu á là Cát giận Cát không thèm làm bạn với Tiên nữa. Tưởng đâu á là Cát để cho Tiên sống chết trong căn nhà này một cách cô đơn lạnh lẽo. Tưởng đâu á. Tưởng đủ chưa? Bộ Tiên tưởng chết là dễ lắm hả? Tiên có biết á là có biết bao nhiêu người khổ sở đau khổ mà vẫn phải cố gắng sống không? Còn Tiên á, Tiên sống trong cái điều kiện tốt như thế này nè, mà Tiên bao nhiêu tuổi, còn trẻ mà. Mà hở cái đòi chết là sao? Không có được như vậy nữa nghe chưa? Sao em trả lời trả vốn vậy trơn vậy? Nhìn vô á, ai cũng tưởng Tiên là có cuộc sống có sướng như Tiên vậy đó. Nhưng mà con người á, sống cần nhất là cái gì? Cần nhất là tình cảm. Nếu mà sống mà không có tình cảm á, thì sống trong cõi Tiên á, cũng vô nghĩa à. Nhiều lúc á, Tiên nghĩ á, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra cho Tiên á, bà con thân thuộc á, thì không có ai bên cạnh, còn anh chị em á, thì ở quá xa, chắc khoảng mấy ngày mới về gặp mặt được Tiên lần cuối cùng. Em nói tuổi thân biết chừng nào. Thôi được rồi, mà khóc lóc nữa. Tự nhiên cái ngồi nói chuyện với Cát rồi nghĩ ra rồi cái vẽ đặt diễn cảnh cô đơn thảm thiết rồi cái người khóc lóc vậy là sao? Đừng nghĩ nữa nha Hương. Không nghĩ nữa nha. Bây giờ ăn cháo đi nha. Ăn cho hết cái chỗ cháo này nè. Cháo này là Cát nấu đó, nhưng mà không biết có ngon không nữa. Nhưng mà dù không ngon cũng phải ăn cho Cát vui, được chưa? Ủa, chưa ngủ hả em? Sao giờ này chưa ngủ, chờ ông xã về phải không? Anh uống với ai mà xỉn dữ vậy? Hồi trước ai nói với em là anh ghét nhậu nhẹt lắm mà. Thì em thông cảm đi. Hồi nãy anh với anh Phi ngồi nhậu với nhau thôi mà, vui quá cho nên nó hơi quá chén một chút. Nhưng mà không có sao, anh nhớ là em không có thích anh nhậu, cho nên á, anh xin với anh á, cho anh uống ít để anh còn về nhà với em.
Em thấy người ta tôn trọng em á, là em phải yêu thương người ta nhiều, nghe không? Tôn trọng đâu có phải bằng lời. Anh á, ngộ ghê. Thấy người ta sàm sỡ vợ mình, đứng đó mà nhìn như chồng người ta bài vô quýnh rồi. Em ơi, thôi mà em để tâm ba cái chuyện đó làm cái gì. À, hồi nãy anh Phi có nói với anh á, là chuyển lời xin lỗi đến với em. Tại vì sao hôm bữa anh uống nhiều quá, cho nên là anh không có kiềm chế bản thân của mình được, hiểu không? Anh ta nói vậy mà anh cũng tin hả? Mà anh thấy cái chuyện này á, lỗi là do em không á. Do em cái gì? Chứ gì nữa, ai biểu em đẹp quá làm chi? Hấp dẫn quá, nào chịu nổi em. Anh nói thiệt nha, lúc trước em mà còn làm vợ của thằng Quang Củ Chuối à, anh nhìn thấy em anh mê muốn chết luôn. Cho nên cái lúc mà... Cho nên sao? Cho nên cái lúc mà anh có được em, anh có cảm giác anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Xạo quá. Vậy đó mà cứ coi người ta như vợ hờ. Ừ, hờn gì đó mà hờn. Người ta nói là có hành động đàng hoàng. Ừ. Anh chuẩn bị sẵn để tặng em đó hả? Không phải của anh tặng em, mà là của anh Phi tặng em. Anh sẽ tặng em vào một cái dịp khác. Ừ. Cái này là của anh tặng em, nói là thay lời xin lỗi của anh đến em. Ừ. Anh trả lại cho anh Phi đi. Món quà đắt giá vậy em không nhận đâu. Đắt cái gì mà đắt, đối với em thì đắt, chứ đối với anh Phi nhỏ xíu à, không có gì đâu, em cầm đi. Thôi mà, em làm vậy á, anh Phi anh buồn lắm. Người ta biết lỗi rồi thì mình bỏ qua cho người ta đi. Anh, em nghe lời anh, em bỏ qua được. Nhưng mà cái món quà này làm sao mà em nhận được? Ừ, nhận đi, đừng có nói gì hết, không có nhân nhị gì hết á. Tóm lại, nhận món quà này, bắt đầu từ ngày mai, không có nghĩ tới chuyện này nữa, không được nhắc lại, nghe chưa? Nhớ. Anh đi tắm cái đã, mệt quá rồi. Yêu em cho đến khi trời, cái thằng này chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi. Cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi bây ông... giờ nó yêu bà già. Ủa? Rồi mà anh. Yêu bà già thì phải làm cho tươi trẻ lại chứ. Trời, sao bữa nay nhà mình đông đủ vậy ta? Giống như là không khí tập trung để mà nhậu quá. Dạo này thường đi sớm về khuya ha. Đúng là có tình yêu có khác. Mày nói gì á hả? Mày cẩn thận cái Sơn. Anh mày dạo này nóng tính võ công cao lắm nha. Ủa, mà sao bữa nay mày nghỉ ở nhà vậy hả? Bữa hổ mày nói với tao á là mày đang trong giai đoạn đỉnh cao, không thể nào dừng lại một giây phút nào cả, đúng không? Nói vậy là Sơn có người yêu rồi hả? Sao anh không thấy mày vẫn về ra mắt gì hết? Anh yên tâm đi, khi nào mà em chọn được đối tượng chính thức, em sẽ dẫn về ra mắt mọi người. Ha. Ha. Ê, nói vậy còn bấy mấy bữa chưa phải chính thức hả? Sao bữa tao nghe mày nói mày với nó hai đứa quằn quại lắm mà. Chưa đâu mày ơi, tao phải cân đo so sánh kỹ càng, xem coi nhà cửa em nào ngon lành hơn, tiêu chuẩn tốt hơn, thì em đó mới vươn lên tầm cao chính thức được. Mà phải công nhận mày ghê thiệt á. Mày á, yêu một người mà suốt ngày nhắm vô gia sản của người ta không à. Tao sợ mày thiệt á. Bây giờ thằng nào mà không như vậy? Thời buổi này á, mà không tỉnh táo thì chỉ có nước mặn cám thôi con. Sơn à, em đừng có suy nghĩ như vậy. Để cái suy nghĩ đó trong đầu không tốt đâu. Nếu chỉ là nói chơi thì được, mà nếu như nói thật thì em cứ suy nghĩ như vậy thì làm sao mà tìm được tình yêu thật sự. Anh Quang nói đúng. Bữa nay chỗ anh em trong nhà
Anh phải nói thiệt đi, anh cũng đâu có khác gì em đúng không? Hôm rồi chính mắt em nhìn thấy anh ngồi trên taxi với một cô nàng rất là sang trọng. Ta nói hai người tình ơi là tình luôn. Em làm rồi. Chị ấy chỉ là bà chủ của anh. À. Trời. Nếu mà là bà chủ của anh thì em càng không thể nào làm được. Anh công nhận anh giỏi thiệt. Anh đúng là anh cả của tụi em mà. Em bái phục, bái phục. Anh Quang, có thiệt không anh? Thiệt không? Ồ, kỳ này anh Quang coi vậy mà ghê ghê nha. Đúng là bây giờ không nên tin ai. Ngoài mặt thì làm ra vẻ quân tử lắm, ai dè trong lòng còn toan tính hơn ai khác. Ê, đừng nói vậy mày. Hôm đó bà chủ của anh đi tiếp khách, cho nên uống say quá anh phải đưa bà ấy về thôi. Hai đứa muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mày đặt làm ra dễ. Mày nữa. Mày nói chơi vui thôi. Nói lung tung hồi anh Quang giận nữa rồi kìa. Ủa, thì có làm sao tao nói vậy? Còn anh giận là chuyện của ảnh, ai mượn anh giấu tao làm chi? Mệt mày quá. Mệt cái gì? Có tiền là được rồi, còn ai muốn giận thì tùy. Có ô bế cách mấy thì nó cũng là chiếc xe cà tàng thôi. Chắc mình phải đổi xe khác quá. Anh nhìn lại anh đi, nhìn cái xe anh đang đi kìa. Anh có xứng với em không? Nói nghe nè, lợi dụng anh để mà chọc tức bạn trai em thiệt là có lỗi. Nhưng mà thôi, em cảm ơn anh nhiều nha. Tạm biệt anh nha. Tao sẽ đổi mày. Tao quyết tâm. Tao sẽ đổi mày. Alo. Con à, dạ. Con vừa nghe điện thoại của ai vậy? À, dạ, con nói chuyện với anh Sơn. Rồi nó có nói chừng nào nó về thăm nhà không? Dạ, con cũng đang định hỏi, nhưng mà điện thoại ảnh tắt máy rồi. Ờ à. Thiệt tình cái thằng này. Lâu lâu gọi điện thoại về mà không thăm hỏi mẹ một câu nữa. Bác ơi. Hồi nãy anh gọi điện về có hỏi thăm bác, nhưng mà bác không có ở nhà. Lúc nãy con cũng định hỏi khi nào anh về thăm nhà, nhưng mà tự nhiên điện thoại anh tắt ngang. Con nghĩ chắc là điện thoại anh hết tiền. Bác đừng giận ảnh nha. Cái thằng này nó có làm lụng nuôi ai đâu. Không lẽ không đủ tiền để gọi điện thoại về hỏi thăm bác một tiếng sao? Thiệt. Cứ nghĩ tới nó là bác buồn lòng hết sức vậy đó. Cúc à. Dạ. Vậy thằng Sơn nó có nói gì với con không? À, dạ, anh Sơn nói lúc này công việc ở trên đó còn gặp nhiều khó khăn. Cúc. Dạ. Con lấy máy, bấm, gọi cho nó về quê, về liền cho bác đi. À, sao tự nhiên bác lại... Cái thằng... Nó đi làm, nó có gửi về đồng lớn đồng nhỏ nào nuôi bác đâu. Mà sao lúc nào cũng than thở, thở than như vậy. Nếu ở thành phố mà nó gặp gì khó khăn như vậy á, thì con kêu nó về quê liền dùng cho bác đi. Dạ. Về luôn đi. Bác ơi, bác đừng giận mà. Con tin anh Sơn là người có chí. Con nghĩ chắc một ngày không xa, anh sẽ làm nên sự nghiệp mà bác
Sự nghiệp cái gì chứ, chuyện nhỏ như vậy mà nó còn làm không được thì còn nói gì đến sự nghiệp. Dạ. Cốt à, con phải lựa lời mà khuyên nó, chứ cái thằng này bác không tin tưởng nó nổi nữa rồi. Em có thể gửi cho anh một số tiền được không? Xe cộ hư hoài, anh nản lắm. Với lại ở cái đất Sài Gòn này, muốn làm ăn với ai, người ta cũng dòm cái vẻ bề ngoài của mình trước hết. Em thấy không, xe của mình thì bèo nhèo quá, không ai tin tưởng để cộng tác với mình hết em à. Với anh, em đâu tiếc bất cứ gì. Anh Sơn làm cái gì vậy? Sao em qua đây mà không có cửa gì hết vậy? Cửa đâu có đóng đâu mà gõ. Thì em không có gõ, nhưng mà em thấy anh đứng đây làm gì thì em phải đối anh tiên chứ. Thì em đã thấy anh đứng đây rồi, mắc mớ gì em phải nói. Trời ơi là trời, mà em qua đây làm gì? Em biết á, là anh Sơn chuẩn bị đi làm, cho nên là em mua thức ăn em để sẵn trong đây, cho anh mang đi làm anh ăn nha. Thôi mà, em mua làm gì cho nó tốn kém. Anh ra quán ăn cũng được. Em đó nghe, lúc nào cũng lòe loẹt hết đó nghe. Em á, chỉ lòe loẹt khi mà gặp anh thôi. Nè, sao cứ gặp anh là em phải lòe loẹt rực rỡ chi à? Anh biết mà cứ hỏi khó người ta hoài à, kỳ ghê vậy. Em khó hiểu lắm đó nghe. Thì anh biết, anh biết là em thích anh mà. Anh biết là em quan tâm tới anh, giống như là một đứa em gái quan tâm tới anh trai vậy đó. Cho nên anh lúc nào cũng coi em như là em gái dễ thương của anh á. Hả? Anh nói cái gì? Anh chỉ coi em giống như là em gái thôi hả? Thì sự thật là như vậy mà. Anh quá đáng. Em ghét anh. Em ghét anh. Vậy đi, mình trả đây. Ê, cái gì? Tại sao á tôi phải qua thăm ông bà già của cô? Đừng có nói là ông bà nhớ tôi ngang. Nếu mà có nhớ thì kêu ông lết cái bạn già qua thăm tôi nè. Anh là con rể, vậy mà từ hôm cưới tới giờ có lần nào anh đi cùng tôi về thăm ba má tôi không? Hiểu rồi. Thì ra cô muốn tôi đi cùng cô để cho làng trên xóm dưới biết cô hạnh phúc như thế nào chứ gì. Nghĩ cũng chu đáo thiệt. Tôi không cần làng trên xóm dưới nghĩ gì, tôi chỉ muốn ba má tôi vui thôi. Muốn ba má cậu vui chứ gì? Nó dễ nghe quá. Tất cả phải phụ thuộc vào tâm trạng của thằng này nè. Để coi thằng này thích hay không cái đã. Ngặt cái à, tôi chỉ thích làm cho cả nhà cô méo mặt chơi à. Anh có thù tôi, muốn đày đọa tôi cỡ nào cũng được, nhưng mà ba má tôi có làm gì hại anh đâu. Nhất là ba tôi rất thương yêu tin tưởng anh, không có lỗi gì với anh hết. Sao không? Nói cho cô biết, lỗi của ông bà là không biết dạy con. Để cho cô dám xem thường thằng này, tôi nói cho cô biết, coi thường thằng này phải trả giá rất là đắt. Còn nữa, thằng cha già của cô cũng vì ham giàu mà gả cô cho tôi thôi, chứ ông có tốt đẹp gì đâu mà bắt tôi đi thăm ổng. Hả? Tại sao anh có thể nói ba tôi như vậy hả? Tôi nói sai sao? Cô cứ về mà hỏi ổng đi. Tôi xin anh đó, dù gì ba má tôi cũng là ba má vợ của anh. Anh vì chút tình nghĩa mà để cho họ được yên lòng được không? Bây giờ tôi đã là vợ của anh rồi, anh muốn làm gì tôi cũng được hết á. Tôi xin anh, anh đừng có để cho họ buồn khổ nữa, có được không? Cảm động quá, đúng là đứa con có hiếu. Thôi được rồi, thấy con có hiếu như vậy á
Ngày mai tôi sẽ qua thăm ổng. Tôi sẽ đi cùng với cô gái khác, tay trong tay đứng trước mặt bà cô, để cho ông biết con ông hạnh phúc như thế nào. Anh Thọ, tôi lại anh. Anh đừng có làm vậy mà. Tôi xin anh. Buông ra. Dám đụng vào nỗi đau của tôi hả? Đừng nói nhiều. Biết. Biết không? Anh ơi. Tao mày quẹ, tao nghe ai cũng tụi chân, tao mày biết chưa? Mày biết khỏi mặt tao lại lên. Tao kêu mày biết. Cô Xuyến ơi, cô giúp giùm tôi lại cô đó cô Xuyến. Cô là ai mà cần tôi giúp? Mà giúp chuyện gì? Tôi là má của bé Phượng nè, đi theo cô qua biên giới 2 tuần trước đó. À, nhưng mà có chuyện gì cô cần tôi giúp chuyện gì đây? Trời ơi cô ơi, nó đang bị người ta giữ ở bên đó đó. Trời đất, nhưng mà nó làm cái gì mà người ta giữ nó bên đó? Nó bị người ta dụ dỗ tham gia bài bạc, rồi thiếu một số tiền lớn ở bên đó đó. Bây giờ mà tôi không trả, nó dọa sẽ chặt cánh tay của con nhỏ gửi về đó cô ơi. Cô giúp tôi đi mà cô. Trời, mấy cái chuyện này, con gì đánh bài đánh bạc, không có tiền trả thì chịu thôi, chứ bây giờ con biết sao mà con giải quyết, con biết sao mà con giúp đây. Vậy tự lo đi. Cô Xuyến ơi, tôi nói cô Xuyến nghe, con gái của tôi nó không có ham mê cờ bạc, mà nó đi theo cô là tại vì cô nói là đi qua bển không có mất tiền, cho nên nó mới đi chơi để cho biết. Cô ơi, ừ, thì cô làm ơn, cô giúp giúp tôi đi cô. Thì tôi có thuê xe cho mọi người để qua đó tham quan. Nhưng mà mọi người đi đâu thì đi, quyền tự do mọi người, tôi đâu có cản được, tôi đâu có quản lý được. Nhưng mà nó bị lừa cô ơi. Chuyện đó tôi không có liên quan, tôi không có giải quyết đâu. Cô mà không giúp tôi là tôi thưa cô đó. Vì cứ thưa đi, tôi không có lỗi, không có tội, tôi không sợ đâu. Cô trời ơi, Phượng ơi, ai giúp con bây giờ Phượng ơi? Có chuyện rồi mọi người ơi. Hả? Gì vậy? Có chuyện lớn rồi. Sao? Dừng tay, dừng tay. Có chuyện gì vậy? Hồi nãy á, em đi kiểm tra kho hàng với ông Phách á, vô kiểm tra, ai dè vô kho, hàng loại một biến mất hết trơn rồi. Gì? Còn những miếng da chung giải quăng tùm lum hết. Ông đang điên lên luôn. Vậy là sao? Lô hàng loại một chúng ta vừa nhập được mà, hợp đồng lô hàng cao cấp cũng ký với khách hàng rồi. Bảo vệ làm ăn cái kiểu gì mà để mất mát như vậy? Bây giờ dù có tiền mà gấp gáp cũng khó mà mua được loại da tốt như vậy lắm. Cái kho chứa nguyên liệu á là nằm ở cổng sau, hồi đó giờ ai để ý đâu. Mà bây giờ chỉ có những người nào đi kiểm tra hôm đó mới biết giá trị như thế nào. Bây giờ không biết sao nữa, nghi ngờ ai bây giờ? Nói vậy á, không lẽ nghi ngờ tụi tôi sao? Như thường lệ tôi chỉ cho kiểm tra hàng rồi về thôi à. Bây giờ hỏi ai là người vô cuối cùng? Về cùng lúc mà anh Thành rủ đi nhậu nên cả bọn kéo nhau đi hết. À, hình như là... Dạ, đừng nghi ngờ lung tung nha. Thì đúng rồi, hôm đó tôi là cuối cùng không đi nhậu chung với mọi người. Trời ơi, anh Quang ẩu quá vậy. Cửa nẻo sao mà để mất mát à? Như vậy là đền chết luôn á. Ẩu tả hay là cố tình, bất cẩn một chút chắc cũng không bị trách phạt gì đâu. Đang được tín nhiệm mà, tranh thủ kiếm một chút cũng tốt chứ sao. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá. Thôi, mấy người biết cái gì? Nguyên nhân chưa biết như thế nào, đứng đó mà nói lung tung. Lỡ làm đi. Thôi anh Quang, tụi nó nói chơi đó, anh đừng có nghĩ gì nha. Thôi giải tán, đi làm thôi, đi. Thôi mệt quá, đi làm đi. Thôi đừng có tám nữa. Có gì để điều tra rồi. Vội đi cho cơn mưa nhẹ đừng rơi ướt, cành hoa tươi tôi mang đến tặng người tôi yêu thương nhớ. Bước chân sao vội vàng, người cho tôi luôn tin vào tình yêu đó, đưa tôi đi qua ngày gian nan, đôi mắt rưng rưng.